Dạ, cảm ơn quý cô chú anh chị thời gian đó xem thời gian qua đã xem video và ủng hộ kênh của Nguyễn Vũ. Thì hôm nay tiếp tục gửi đến quý cô chú anh chị em một cái nền trong khu dân cư Hồng Phát nha. Thì vị trí nền thì đang quay. Thì lộ của mình là lộ trước nền thì 10 mét. Đây, để quay lên cái lộ 10 mét. Đây cái lộ. Nhà cửa thì ở rất đông đúc nha. Đây còn cái nền trống là của mình ha. Thì tầm trên dưới thì bề ngang của diện tích đất thì bề ngang 4,5 m, bề dài 20, thổ cư giấy sẵn. Thì giá hiện thời giá kêu bán với 4 tỷ 4 tỷ 2. Đây vị trí nền của mình ha. Có hẻm kỹ thuật ở sau 2 mét nha quý cô chú anh chị em. Đây diện tích nền của mình ha. Hai bên là cái nhà còn cái nền. Thì ở cái nền này thì bán 4 tỷ 2. Có còn một cái ở kế bên thì người ta bán với giá là 4 tỷ rưỡi, cũng diện tích như thế, bề ngang 4,5 m, bề dài 20. Người ta bán kêu giá là 4 tỷ rưỡi, thì cái này là 4 tỷ 2 để quay cho quý cô chú anh chị em xem trước. Một xíu để quay qua bên cái nền 4 tỷ rưỡi luôn ha. Đi, lộ nhà ở thì đông đúc ha. Này hướng quay về hướng này sẽ là hướng bắc nha quý cô chú anh chị em. Các nhà sẽ là quay về hướng bắc. Đường này sẽ đường Trần Quang Na chạy thẳng lên đây là hướng này nè. Hướng này là đường Trần Quang Na, đây là đường Trần Quang Na khoảng tầm 500 m là tới đầu đường Trần Quang Na. Rồi đi qua quay qua hướng này thì sẽ đi chỗ qua đường Nguyễn Văn Cừ nó dài. Thì đây cách bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ thì tầm khoảng 400 m là tới bệnh viện Nhi Đồng thành phố Cần Thơ. Đây sát bên cầu Cát Sơn 2. Đất này thuộc quận Ninh Kiều, phường An Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, khu dân cư Hồng Phát. Đây xin giới thiệu với quý cô chú cái nền này luôn. Thì cái nền này hiện thời chủ cũng đang kêu bán 4,5 m cũng là 20, nhưng chủ kêu bán với giá là 4 tỷ rưỡi có thương lượng nha. Nền hồi nãy thì giao bán với 4 tỷ 2, nền này bán 4 tỷ rưỡi. Thì cũng hai bên các nhà ở trên ha. Đây cho chú tham khảo coi vị trí đất và vị trí nhà, cũng quay về hướng bắc của cô chú anh chị em. Thì ở đây thì nhà cửa rất là đông đúc ha, ở kích gịch hết trơn, san sát nhà chưa ha. Đây giờ lại đẳng cũng gần. Thì đây giữa nằm giữa cách hai ngã tư, nằm chính giữa thì ngã tư này qua ngã tư kia thì khoảng tầm khoảng 30 mét là tới ngã tư. Nằm ở đoạn giữa 30 mét là có một ngã tư, mình nằm ở chính giữa. Vị trí nhà nằm chính giữa đó, vị trí đất mình đây. Cảm ơn quý cô chú anh chị em đã xem video và đã ủng hộ kênh, xin cảm ơn rất nhiều. Xin kết thúc video. Số điện thoại là 0396400040. Thì xin nhắc lại diện tích này là bề ngang 4,5 m, bề dài 20 m. Thì giá bán 4 tỷ 2 cái nền quay đầu tiên nè. Còn cái nền quay sau nãy là bán 4 tỷ rưỡi, diện tích cũng như thế. Rồi xin kết thúc video nha quý cô chú anh chị em. Xin cảm ơn rất nhiều.